Hai cho bạn nó quay lại với channel mình. Ok, quay lại với đấu trường Xuân Lý Bobby nha. Ok. Giờ có này ghê nè, dòng đi chợ đầy đủ cũng ngon, siêu sao đa tài cũng ngon. À, cái nào cũng ngon hết, nhưng mà mình nghĩ là siêu sao đa tài sẽ ngon hơn dòng đi chợ đầy đủ. Dòng đi chợ đầy đủ thì biết sao không? Dòng đi chợ đầy đủ thì đa phần là bản bích ấy, nhiều khi là nó cũng dư đồ. À, nhiều khi nó cũng không có cần thiết phải có những cái món đó phải không? À, nhưng mà thôi, nếu mà nhiều trang bị cũng được. À, mình chọn dòng đi chợ đầy đủ vậy, nhưng mà ra siêu sao đa tài rồi, đông hơn. Ok. Này, đây là cái battle pass sự kiện Tết các bạn, đó là cho một con kỳ thủ với là một cái sân khá là đẹp, nó theo là mình là khá là ok đó. Rồi thêm vào đó là một cái trưởng lực, cái trưởng lực cũng khá là ổn. Nó nói chung là cái bàn cờ này nó sẽ không mà cái đẹp bằng một cái bàn cờ bạn bạn bỏ tiền ra bạn mở rồi. Nhưng mà nó nói chung là cũng được. Theo mình nghĩ là nếu anh em nào mà có nhiều tiền á thì đầu tư cái mở cái kia cũng được. Còn nếu mà anh em nào ít tiền giống như mình á thì thôi, mình chơi theo cái kiểu là cái dạng cái bàn cờ này cũng là đã quá đủ rồi. 500 mấy đồng đó thì đâu đó rơi vào khoảng chưa tới 100 ngàn hay 100 ngàn gì đó. Nó không nhiều đâu. Là đã có ngon lành rồi đó. Có con này là mình đã nâng lên 3 sao rồi đó nha. À, cái con rồng này mình cũng đã nâng lên 3 sao rồi. Chút xíu rồi bạn sẽ thấy cái trưởng lực của nó cũng khá là đẹp. Quăng đồng tiền vô người đó, đã lắm. Bây giờ nếu mà có đầu tư lấy cái bàn cờ, mà bàn cờ ở trong trong cái sự kiện mà theo kiểu mở rương á, à, cái đó mới ghê. Nhưng mà thôi, tụi Benta kêu. Benta đấu sĩ này, cái con Olaf này đỉnh lắm bạn ơi. Cái con Olaf này, Benta đấu sĩ Olaf này là mãi đỉnh luôn. Nếu mà đi được Olaf 3 thì giờ dồn đồ chắc là cũng ngon. Ờ, dồn đồ chứ cũng ngon đấy, nhưng mà để coi. Mình không lấy, không lấy. Dạo này là giờ cứ rớt từ từ lấy Olaf 3 đó, mà sao kiểu dồn đồ nhiều nhiều người sẽ dồn cho nó ba cái quyền năng. Mà quyền năng nếu mà hên xui sau đó bạn lấy được một cái lõi là quyền năng mà lên 40 số á, trời ơi hào nhoáng nè. Trời ơi, lựa đang đi đội hình này giờ làm sao chuyển qua đi Trudam được. Khảm bảo thạch, ồ thôi lấy chiến lợi phẩm vậy, 30% rớt đồ cũng được. À, 30% rớt đồ cũng tạm ổn nha. Ô, mới bỏ con Annie xong bây giờ lại ra con Annie siêu sao à. Ai chà, căng nha. Căng đấy. Con Annie này thì khả năng mình chơi Cardia hay giai đoạn đầu khá ổn, cho nên là mình có thể bích con Annie này. À, mình bích con Annie này tại vì mình có sẵn một cái giọt nước mắt luôn, với lại một cái đai khổng lồ luôn. Nếu như mà chút xíu cái giọt nước mắt này mình lên cái Sujin, còn cái kia thì nó sẽ lên cái kết hợp với lại cái đai thì kết hợp với cái cung á, thì nó sẽ ra thành một cái đồ trang bị cho Annie nữa, khá là ngon. À, thì bây giờ tạm bích con Annie về trước cái đã, chứ còn mà hồi nãy mình mới bỏ con Annie một ở trong kia rồi, cho nên là không biết là con Annie này có nuôi được hay không đây chứ. Rớt một tiền ngon đấy. Ok, cái này thắng không ta? Ui rồi đam đâu thế? Thôi đi rồi, con này nên tiêu trước mình à. À, con này nên tiêu trước khi nó chết rồi. Đi rồi, xui thiệt. Ờ, xui thiệt. Zing 2 nè. Ờ, Zing 2 nè bạn, dưới ít 2 sao nè. Đời. Cái này khoan nha, từ từ nha bạn, xoay cái nữa rồi ra gì, ra Zing nữa luôn. Damn, khoan đã, đột nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Bây giờ nếu mà ôm Zing cỡ này á thì tự nhiên mình nghĩ tới một cái con bài rồi. Đột nhiên cái là mình bây giờ mình coi có ai tranh bài hay không kìa. Chứ con bài này thì mình đã có 4 con Zing XX rồi, thì con Zing X này thì khỏi phải chê. 14.2 này con Zenith này khỏi chê, không có chê đâu được hết. Con Zenith bài 14.2 này là đó, trưởng lực bạn thấy không, quăng tiền lì xì vô mặt nó. Mà con Zenith này 14.2 là không có chê bạn, mãi đỉnh, đỉnh dữ lắm luôn. Rồi để coi mình coi cái màu nó có thể lên được 3 sao không, cái màu này để coi có thằng nào giành bưng không cơ đã. Bưng mà có nó có siêu sao trước thì cũng căng đấy, còn mình thì bây giờ mình phải rớt.
Rajin nữa mà, đao phủ luôn nè, có con chuột luôn nè. Thôi xong rồi, cái này bán liền, bán siêu sao liền, không nói nhiều, kiếm siêu sao Zing X không nói nhiều. Cái này rõ ràng các bạn, cái bài này thì dễ hiểu quá rồi, dễ thấy quá mà. Cái này thì chối cãi ở đâu được, nhìn vô là biết liền, nhìn vô biết liền. Bài mồi mình đây có 5 con Zing rồi, 4 con nữa là đã lên 3 sao rồi. Vậy thôi chết rồi, tụi mày chết rồi, mình mà lên được 3 sao tụi mày chết. Đây nè, thằng này đi Zing nè, thấy không? Mình biết mà thế nào cũng sẽ có một thằng ôm. Bài này đang hot mà cỡ nào cũng có thằng ôm vậy. Nhưng mà hai thằng thì chơi, hai thằng tao mày chơi. Thằng ui, nhưng mà thằng này không đùa đâu nha, một con siêu sao rồi, nó còn có hai con Zing ở ngoài dự bị nữa thì nó cũng 5 con. Nó cũng 5 con. Ghê ghê, thằng này không biết siêu sao liên xạ hay là siêu sao bân nữa. Bắn đâu đấy, thôi mình thua rồi. Mình thua rồi. Thì siêu sao nó hình như là quên nữa, này là siêu sao đa tài mà, vậy là vừa có bân vừa có zing luôn, vừa có liên xạ luôn. Ghê 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 ghê. Vậy thì hơi mệt chứ, vậy thì hơi mệt với nó đó nha. Ghê đấy, nghe cũng có vẻ thú vị. Nghe cũng có vẻ thú vị đấy. Được được thôi, không có gì hết bạn ơi, mình cứ bình tĩnh mình chơi, không có sao hết. Cỡ khả năng đó một tiền mình vẫn ok được, trừ khi là có mấy thằng ôm thôi, chứ hai thằng thì nếu mà solo mình vẫn tự tin. Nếu là solo mình vẫn tự tin, mình tìm được con GX 3 sao. Nếu bây giờ mình xoay đẹp nữa là tốt rồi, bây giờ mình chỉ cần xoay ra một con Zing nữa thôi, hoặc là ra siêu sao là mình chắc chắn luôn là mình lên được 3 sao. Xoay luôn nè, không có nè, ra Zing nữa nè. Chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi, pha này đi rồi, pha này đi rồi, pha này đi rồi, pha này đi chắc rồi. Xoay tiếp Zing siêu sao, không có. Ui ban thế ông, nhưng mà lại có Zing một. Khoan đã, từ từ, có vấn đề, có vấn đề bạn ơi. Mua con Zing một vô trước, nếu mà thí kiện theo theo dạng mà Zing không có siêu sao thì sao ta? Căng nha, có siêu sao nó sẽ ngon hơn bạn ơi, tại vì nó có hiệu ứng á. Nghe này không thú vị rồi đó, bắt đầu là thấy không thơm rồi đó. Mình nếu mà được thì mình sẽ không mua Zing ít một nữa, chứ còn không bây giờ mình không kiếm được siêu sao là chết. Mình không kiếm được siêu sao là chết cái này. Rồi nhưng mà phải có siêu sao lên 3 sao luôn. Mình nói thiệt, trận này mà lên 3 sao chết, tụi này mình giết hết. Zing lên 3 sao mình giết cho sạch, giết sạch hết luôn, không nói nhiều. Sớm đi, ra sớm đi, chỉ cần ra sớm thôi bố mình giết hết. Bây giờ xoay luôn không ta? Xả tiền luôn chứ nhỉ. Ôi ôi. Xả tiền luôn chứ sao giờ, không xả tiền trễ bạn ơi, trễ chắc. Rồi hiệp sau lên level 5 rồi. Đây rồi, đây rồi, tụi bay chôn chắc rồi. Xong xong bạn ơi, 2.2.7 này có Zing 3 rồi. Chết, tụi bay chết chắc, không nói nhiều. Trời ơi, meta này là auto pick mà bạn, Zing là auto pick không nói nhiều. Lựa chọn thách đấu đàng hoàng, trang cái meta TFT với bạn, chấm con Zenith này 4.5 điểm. Đội hình bưng là 4.5 là trên trên 5 điểm đó nha. Còn trên 10 á, là cái con đội hình bưng á là 9.5 trên 10. 9.5 trên 10 bạn biết là tỷ lệ là cỡ nào không? Quá khỏe luôn, khóa lại lấy con Amumu với lại con Quét luôn. Tiên X 3 xong xong xong, tụi này mày chết chắc. Chết chắc, bài này vậy thằng kia cũng chết. Thằng mà đi 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 bưng chung với mình cũng chết. Tại sao giành là chết rồi, giờ tao vô cái thể loại này mà giành nhau là chết rồi, xong rồi, không nói nhiều phải không? Cứ cứ giành nhau là đi rồi. Xong liền, đột nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ, bây giờ là cái ba ba đồ cho Zing nữa thì thôi thoải mái. Ơi ơi, tưởng gì tưởng gì, khỏe liền, khỏe liền bạn ơi. Đột nhiên cái trận này thì thôi. Trời ơi, nó còn cho thêm mấy copy nữa nè. Cái này nếu mà hồi nãy mà không có thiếu là mình ngon quá rồi ha. Lúc nãy mà không có hậu lúc mà không có Zing á, mà là cho cái thiếu này, là cho cái mấy copy này là thôi, mấy nhân bản này thôi khỏi phải bàn, để vô cái là Zing 3 luôn thì thôi. Chấp nhận luôn bạn, chấp nhận xả luôn chứ sao. Tuyệt vời quá. Xong rồi.
xong rồi cuộc chơi quyết định. Bây giờ là mình nếu mà cứ vậy thì mình chỉ cần lên con một con Pantheon với lại một con Vi nữa thôi là mình khả năng vô top 4 là có rồi đó, chắc chắn top 4 luôn rồi đó. Còn top 1 thì nó phải đòi hỏi thêm. À, trận này có siêu sao đa tài thì mình nghĩ là mình sẽ đi được sớm cho mà bốn bân rồi. Bây giờ mình có thể đi sớm thêm cho mình một cái bốn xạ thủ nữa, quên bốn không liên xạ nữa, bốn con liên xạ nữa, thì lúc đó thì cái team con Phoenix của mình nó sẽ khỏe hơn nữa. Đúng rồi đó, bạn thấy chưa, triệt hạ liền. Hỏi sao cái đam con tin này mới có chưa được một món á nha bạn, chưa được một đồ á nha. Cái con đam con tin này mà 2-3 đồ thì nó bắn cỡ nào. Ôi ôi, tuyệt vời luôn các bạn, tuyệt vời luôn chứ không đùa đâu. Mà ngay tại lúc mà mình có, lúc mà 2 chấm mấy mà mình có sinh ba là mình nói xong rồi, tụi bay chết rồi, tụi bay gặp tao là bay chết, chết liền. Mấy sao chép tướng là không cần rồi, bài mình đủ rồi, tam định kiếm hả? Trời đất ơi, thôi, giải phóng ẩn vật vậy. Tại lấy hai cái tam luyện kiếm không ngon bạn ơi. À, giải phóng ẩn vật để mình lấy đồ cho vét cũng được, lấy đồ cho vét cũng được, với lại một cái gậy quá khổ mình sẽ ghép cho con Jinx cái cuồng cung, cuồng đao, cuồng đao, rồi còn hai đồ kia thì dồn hết cho vét. À đúng rồi, trời ơi nó khớp, nó hợp lý phải không, nó hợp lý, nó hợp lệnh vậy đấy, vậy mới được chứ. Vậy mới được chứ, ít ra nó cũng phải thế. Ít ra nó cũng phải thế. Đó, vậy nó mới chơi, nó mới hợp lý nè. Bây giờ thì cứ rớt level khoảng dần 7 thôi. 7 bắt đầu xoay dần dần là được, không có cần phải phải gấp làm gì hết. Bây giờ thì cứ để xin gánh, lại tìm đồ cho xin là ok rồi. Đó, bạn thấy không, quét đồ, quét có hai quét này là quét 2 đồ cho bạn. Xin của mình 3 sao nhưng mà chỉ mới có 1 đồ thôi. Vét này vét 2.5 đồ, mọi thảo trưởng không đau sao được, không đau làm sao được bạn, không đau làm sao được. Yeah, Autobit mà bạn là nói rồi, nhiều ông tớp gọi là tớp thách đấu nói rồi, nếu mà mấy ổng gặp theo kiểu là một cái trận nào mà xinh mà theo kiểu mà lên sớm á, mà ổng biết được rồi á, là chắc chắn là auto chơi. À, auto chơi bài bân, nó tại vì bài bân nó bây giờ nó đang quá meta thì nó đang quá khỏe đi. À, quá khỏe luôn, cho nên là gần như là chúng ta cứ vô rồi chúng ta chơi trước setup nhẹ, nếu mà không ai giành đó nha. Bạn cảm thấy một trận đó mà 8 thằng không ai giành bân á, bạn tự tin dữ lắm luôn, khả năng bạn lên được 3 sao hết là nó quá đơn giản đi. À, trừ khi có một thằng nào đi hộ pháp nó giành con ba đông của bạn thôi, chứ còn không một tiền. Dinh ít có khi nào ai lấy lắm, mà nó thiệt. Dinh ít có khi nào ai lấy lắm, ít lắm. Cơ bản là Zihin thì còn được nhiều nhiều, chứ còn con này thì không có tới, không có tuổi nào hết. Không có ai giành đâu bạn, tại vì chỉ có team bân chơi được thôi, còn mà tụi nó không đi team bân nó không có chơi. Kể cả liên xạ cũng đâu thể thèm lấy đâu, đó thấy chưa? Bạn thấy chưa? Nó bắn nó phải tới như vậy chứ bạn. Bắn nó phải tới vậy, vậy ai chê? Vậy sao dám chê? Vậy mà ai mà chê con cái team này nữa thì thôi, mình nói thiệt luôn. Cỡ này là xong rồi bạn, cỡ này là mình gọi là đỉnh đỉnh rồi, đỉnh đỉnh đại danh rồi. Bây giờ chỉ cần mà gọi là kiểu như quét ngang một cái bàn cờ một cái là bên kia sạch bóng liền, thoải mái. Đồ này bây giờ nếu mà được thì cái con này thì nếu mà mình cẩn thận nhất con riêng này thì mình nên lấy cho nó một cái BF nữa để cho nó lên thành cái vô cực kiếm cũng được, hoặc là theo kiểu là gì khổng lồ là ngon nhất. Vì không lồ là ngon nhất, tại vì nói chung là bắn mấy con mà trâu trâu thì cái đam cũng hơi thấp thiệt. Rồi, về thôi em ơi. Cứ xoay là mạnh thêm, cứ xoay là mạnh thêm, cho nên cứ tự gọi là tự xoay đi đó, vô cực kiếm, khỏi nói nhiều. Xong rồi chút xíu lên một cái gì không lồ nữa là xong. Ba món đó là cũng cơ bản rồi. Ba món này cũng gọi là cơ bản thôi chứ không phải là nâng cao gì quá đâu bạn. Cuồng cung, cuồng đao là chắc chắn lấy à. Chắc chắn là bạn đi zing là bạn phải lấy cuồng đao rồi. Không có lấy cuồng đao đánh không có nổi đâu. Rồi thêm vào đó là cây diệt khổng lồ là phải lấy nè. Tại vì bắn đối phương là chắc chắn là phải gặp mấy con trâu trâu thì cặp cái diệt sẽ rất là ngon. Nhưng mà bạn nên nhớ nha, cái team mà cái trang bị mà ngon nhất như đi team này là cái giáp vai. Tại nó từ giáp đó, cái đó mới ngon.
À, từ giáp thì gặp cái con mà theo kiểu gây đi sát thương DPS như mình thì thôi cũng đúng kiểu khóc thét luôn. À, đúng kiểu khóc thét luôn. Nó đúng kiểu là khóc luôn chứ không phải đùa đâu nha. Ok. Vét 2 xong, vét 2 khỏe liền, vét 2 khỏe. 3 đồ bạn, 2 đồ rưỡi chứ quên, 2 đồ rưỡi chứ không phải 3 đồ. Nhưng mà vét này mà trưởng cái hàng trước mà yếu yếu, trưởng một cái là đi hai con á, à, xếp và rồi giống giống nhau, trưởng một cái là mất màu liền hai đồ. Wow. Trời ơi, bài giày thì chê vô đâu được các bạn. Bài giày thì cứ thẳng tiến tới top 1 thôi. Chạy đi đâu được nữa. Cỡ này bây giờ bạn nghĩ đi, team ngỡ cỡ này đánh mình kiểu gì đây? Chưa tính tới là liệt là mình có con quét 2 mà full đồ nữa nha. À rồi sắp tới là mình chơi thêm mấy con nữa kiểu như đưa vô nữa thì thôi ai chơi lại. Wow. Vậy thì thắng rồi, mặc vậy thì thắng rồi chắc rồi bạn. Vô top 4 chứ nói thắng thì sợ bước hôm qua, nhưng mà vô top 4 là cái chắc rồi đó. Vô top 4 là sao là cũng gọi là có cộng điểm rồi. Ban thì ông luôn, quá đồ luôn, rớt đồ đó bạn. Trời ơi, ôi BF luôn. Sao mà tuyệt vời dữ vậy trời. Rớt đồ như vậy thì gọi là sao, gọi là thắng không phải bàn cãi luôn á. Bây giờ rớt cho tao cái cung nó đi, tao ghép cái việc là xong luôn nè. Ba đồ cho Zing nè, lúc đó Zing bắn thì thôi. Quỷ chứ đâu phải kêu con Zing nữa bạn, đúng không? Quỷ đấy. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, có mấy nhân bản xịn luôn à. Cái này giờ đưa ai đi? Căng nhờ. Ồ, cái này giờ đưa ai đi? Thiệt luôn á. Bây giờ kiểu như bây giờ cái đó rồi, bây giờ mấy con khác thì nó có mấy nhân bản dởm rồi, còn mấy nhân bản xịn thì đưa ai giờ? Đưa luôn. Wow. Đó không? Bích được xin một cái là sao cao cao tại thượng liền, kiểu giống như là phong thái nó phải khác phải không? Mình đưa trước cho con này một cái giáp gọi là cái đai lưng này để làm gì chút xíu mình kết hợp với cái kháng phép. Cái kháng phép đó nó sẽ trừ giáp đối phương, nếu mà trừ giáp đối phương với con xung quanh nó thì thôi. Thôi, đánh mấy con kia là thôi tuyệt vời luôn. Nè, đó đúng rồi. Đó đúng rồi. Khó quá nha. Khó quá. Khó lắm, bây giờ cỡ này sao thắng mình được bạn? Ừ, bạn phải da trâu lắm bạn mới thắng được mình á, chứ bây giờ giỡn đâu. Bây giờ đụng mua mình là thua toàn là 10 máu không á. Ghê vậy. Trời ơi, cái này mất ghê nè. À, thôi lấy tốc độ chống mặt vậy. Tại vì tốc độ chống mặt này sẽ cho mình một cái cung gỗ, một cái bùa đỏ, một cuồng đao. Đúng rồi, chắc chắn là lấy tốc độ chống mặt rồi. Lấy cung gỗ được ghép đi việc cho con thiên ích một cái. Rồi còn mấy cái khác còn lại để từ từ à, mình có thể mình có hai cái đồ gấp đồ ra nữa cho nên là cũng nhẹ, mình có thể đưa cho con fit con chuột trước tiếp tục cái này cái đưa cho con chuột trước xong chút xíu nữa có thể tháo từ con chuột ra đưa cho con tiếp theo là con nào mà giữ nhà được phải đép được nằm ở khúc cuối bên đây nè. Nếu như vậy là một con liên xạ nó sẽ giữ hai đồ này ngon hơn, tại vì nó có cái bùa đỏ với lại cái cuồng đao cho nên là có vẻ như là một con tay dài đằng sau cách lin chẳng hạn. Trời ơi, cách lin là bét trôi trong tầm giá. Cách lin là bét trôi luôn. sao chịu nổi mày qua khỏi đi, gọi là AD ba đồ nè, sao chịu nổi. Được, trời ơi, bạn thấy quăng bao lì xì vô mặt nó, quăng bao lì xì vô mặt nó được. Ê, hey, đầu bảng liền, bạn thấy chưa? Mình nói rồi, ai mà chơi đội hình này chứ bạn, chơi làm sao được. Trời đất ơi, mấy ông Trung Quốc á, là chuyên môn, gọi là sao luôn, gọi là nó bắt trước meta, hình như là nó có chơi theo kiểu cái dạng là PvE, là cái gọi là mấy chủ thử nghiệm á. Nó đúng là mấy cha top server đó là rớt đội hình bưng rất là nhiều luôn, cảm giác giống như là tụi nó nói tao mà băm bưng được là tao băm bưng tới chết luôn, chỉ cần mà bích được siêu sao thôi là băm liền, không nói nhiều.
Trận nào cũng dễ các bạn, nhiều bạn hỏi pha cái form bài như thế nào. Siêu sao là siêu sao xạ thủ, siêu sao bân hay là siêu sao liên xạ thì mình nói cái nào cũng được hết. Cái nào cũng được, tại vì form bài của bạn là bốn bân bốn hộ pháp, hai xạ thở hai liên xạ thì bạn có liên xạ rồi thì bạn dành cái đó để đi bốn bân, còn bạn không bạn có bân rồi bạn dành một slot đó đi liên xạ thế thôi, tùy bạn, không ăn nhập gì hết. Trời đất ơi, bài vậy thì giờ lấy đồ thôi nha. Bài vậy là chờ lấy đồ thôi, mà mình hạng đầu bảng thì bây giờ đồ tụi nó lấy hết rồi, được cái gì hay cái đó nha bạn, chứ giờ không biết được rồi. Hên xui hên xui. Làm hơi vẫn tỉnh táo coi, hai cái mấy nhân bản ở trong đây nữa các bạn, khả năng mà mình rớt được 3 sao nó đơn giản, cũng đơn giản. Hai cái máy nhân bản ở đây nữa mà không lên 3 sao được là đúng kiểu là kiểu như là gọi là phí tài. Rõ ràng là vậy, bây giờ mình chỉ cần ấy chết rồi, đưa nhầm đồ rồi. Mẹ, đưa nhầm đồ cho con khác rồi. Thôi lấy cái này đưa cho Pantheon trước, đúng rồi. Cái đó đang là một trong những cái trang bị hot trend đó bạn. Cái vương miện đó là một trong những cái trang bị hot trend đó. Khá là ngon luôn, được buff sức mạnh nữa cho nên được nhiều người dùng lắm. Thôi Catlin nữa nè, quá nhiều thứ rồi, nhưng mà mình hai con Catlin rồi. Mình dùng mấy nhân bản mình cho nó lên thành Catlin 2 luôn, xong mình lấy đồ từ con chuột ra mình đưa vô. Ngon. Ngon. Nè, thua kiểu gì bạn? Thua kiểu gì nè? Thua kiểu gì? Mày bước qua sát con Vex với lại con tin của tao đi rồi mày hãy nói chuyện tới tao. Ghê thiệt luôn á. Ôi chà. Trận này có hai cái lõi kim cương, nhưng mà cái lõi đầu là cái lõi bạc. Lõi bạc này quên cái lõi vàng, cái lõi vàng này mình chỉ lấy có cái 30% tỷ lệ rớt đồ thôi, còn nếu mà lõi kim cương là tới 40% rồi. 40% là đánh là rớt tả lắm bạn ơi, 40 này nói chung cũng không được ngon lắm. What? Đưa vô luôn, không nói nhiều, tách đồ ra đưa cho con này hai trang đội nè. Rồi bạn nghĩ đi, con Catlin mà nó cầm một cuồng đao với lại một cái bùa đỏ này thì nó bắn tới đâu luôn bạn. Catlin mà nó cầm đồ như vậy thì nó bắn tới đâu luôn á chứ, đúng không? Quá đỉnh luôn á chứ. Ok. Được chưa? Bắn đi em, bắn đi. Ôi dạ, sao mày vẫn yếu vậy ta? Ô, bị choáng rồi, sao vậy ta? Sao vậy nhờ? Vậy mà thua. Ồ, con bài siêu quẩy này. Con bài siêu quẩy này ghê nè. Ồ, con bài siêu quẩy này ghê nè. ADM siêu quẩy đúng không? Tại vì chắc chắn rồi. Siêu sao đa tài mà nó để dồn đồ như vậy thì chắc là biết rồi, siêu sao đa quẩy rồi. Ở quên siêu sao cả cả ADM cả siêu quẩy rồi. Vậy thì coi gì đâu, không có gì bạn ơi, cứ bạn cứ bình tĩnh cho mình. Chuyện đâu của đó, cỡ nào mình cũng lụm được của nó hết. Rồi, đánh quái rất đồ gì đây. Catlin bây giờ thêm một đồ nữa là ngon. Catlin bây giờ được thì sao lên cây cung xanh. À, trời ơi. Không lẽ bây giờ không được. Đúng rồi, phải ghép cho con Pantheon thôi, tại vì trừ giáp, đúng rồi, giáp vai. Giáp vai này trừ giáp được, không lẽ giờ lên cho nó thành cái cuồng đao nữa ta. Hơi quá nhỉ. Đau họng thế nha, qua này nhậu có mấy bữa mà đau họng ghê. Trời ơi bạn thấy không, ôi ôi shit, giờ đồ giờ lấy cái gì giờ nè, lấy cái này đưa vô làm cho một cái giáp máu nữa. Trời ơi, ban thì ông này ba sao một cái nha. Ban thì ông này ba sao một cái, bố quỷ diệt luôn. Bạn nghĩ đi, bây giờ nè, hai đồ, hai con AD bên dưới là full đồ, một con ban thì ông full đồ, đồ đâu dữ vậy trời, đồ đâu dữ vậy trời. Nó
đi luôn nè, ghê chưa? Ghê chưa? Bà nói tim không mạnh đi. Quá khỏe luôn chứ không phải khỏe bình thường mà, cái này là tim này quá khỏe luôn. Đó, đúng rồi, ban đi ông nè, trời dư 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 sức lên. V3. Xong rồi còn ban thì ông 3 sao nữa. Trời ơi, nó lại ngon. Nó lại tới công chuyện luôn, bây giờ chuẩn bị lấy con chuột ra là vừa rồi đó. Lấy con chuột ra vừa rồi, lấy con chuột ra mất đạo phủ thôi, mà đạo phủ ăn thua gì. Đây rồi, V3 nè, không nói nhiều. Đưa này vô, đúng rồi. Ui, ban đi ông ba luôn, nghe đơn giản nha. Nghe đơn giản, bây giờ còn một cái máy nhân bản nữa thì phải. Cho Amumu là đẹp. cho Amumu là đẹp. Giờ rồi bắn nè. Rồi bắn nè, này sao sao đỡ nổi. Sao đỡ nổi. Sao đỡ nổi bạn ơi. Này thì trâu máu đúng không? Mày trâu máu dữ chưa? Dữ chưa? Wow, trời, wow, này thì xạo chó nè. Này thì xạo chó nè, duy nhất nó nã cho thì đúng kiểu là má hú luôn. Ghê vậy. Ai chuẩn bị up 8 thôi. Up 8 là làm gì? 4 liên xạ. Up 8 4 liên xạ là một lựa chọn hoàn hảo nhất luôn mà. Wow, giác vàng tim rồi đó không? Chứ gì hết là ba con ba sao rồi, mình đã nói rồi, đi tim bân là phải ba sao hết. Tất cả những con bân của bạn phải ba sao hết, bây giờ là nắm chắc được cái top 4 rồi đó. Cỡ mấy thằng mà dưới top 4 bây giờ này thì không có vé giành nào với mình hết. Cho nên là bây giờ là cứ chờ thôi. Wow, ôi da. Wow, bắn được quá nhà, sao nó có thể bắn như vậy được trời. Nè. Cách liên bắn nè, đó là bắn nè, tung 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 nè. Thằng này cũng nuôi dinh nhưng mà mày nuôi trễ rồi. Mày không thấy tao dinh ba rồi hả? Thôi thôi, mày nuôi trễ lắm rồi. Nó nuôi vậy thì giờ sao KS lại được mình đó bạn? Mình nói thẳng luôn, bây giờ làm sao nó KS được kiếm một con dinh ba đây? Mà ngay kể cả nó có kiếm được một con dinh ba đi nữa thì nó cũng không thể làm được gì mình, phải không? Cơ bản là vậy cho nên là xong rồi. Bây giờ sao ta? Wow. Nào từ từ nào, chọn đồ thì chọn đại cái nào đi bây giờ, chứ giờ hết đồ bạn. Đồ đam là mình không cần rồi đó. Đồ đam chắc chắn là mình không cần, nhưng mà giờ mình cần đồ tăng. Tăng cho cái team đằng trước của mình nó cứng thêm một chút xíu nữa là được, đằng sau là tha hồ mà bán. Ai, bài cỡ này xong rồi bạn ơi, thấy không? Mình nói nó rồi, từ khi mà mình bích được con Zinba một cái là cuộc chơi thay đổi liền. Cuộc chơi nó thay đổi liền một chiều. Bài này là bài gọi là top, bài gọi là ô tô chọn mà bạn, cứ vô thấy Zin siêu sao hoặc là riêng một ra nhiều quá thì xả xiền, xả tiền kiếm siêu sao luôn, không có nhiều. Đó nè, bắn nè, sao thua bạn? Giỡn hoài sao thua bạn? Trời ơi. Được luôn, tiễn thằng này đi luôn rồi, ôi. Đơn giản gì đâu, phải thấy không? Chỉ cần như vậy thôi đó, đi một cái team bân, anh em hỏi sao đi team bân đây? Đây, đi như vậy thôi, không có gì khó. Nhưng mà phải là siêu sao Zing nha. Chứ còn không thì chúng ta sẽ chuyển qua đi vét hộ pháp. Chứ còn chúng ta không đi Zing nữa, nhưng mà chúng ta cũng không nuôi bân nữa. Chúng ta đi vét hộ pháp. Nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều luôn. Tùy 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 trường hợp thôi. Nếu bạn có đồ cho vét như cỡ mình ba đồ như bây giờ thôi, nhưng mà thay cái quyền trượng thiên sứ bằng cái khác thôi, họ mana cho nó nhanh nhanh hơn thôi là mình sẵn sàng đi luôn. Còn con này thì nó chưa bốc quả, chưa biết được. Thôi xong rồi. Thằng mày làm gì có tuổi nào? Độ gọi là cũng trâu đấy, ui à, nhưng mà tao né con tim, tao né được một chiêu rồi, tao đâu để phải chiêu đó nữa. Ok.
Ủa, hai con AD đứng đằng sau nó bắn đúng kiểu cháy máy luôn bạn, rồi đúng kiểu cháy luôn á. Sao giờ bạn? Thấy không? Bây giờ mình lên chính một cái, mình up thêm một con hộ pháp nữa, chúng ta sẽ có 4 bân, 4 liên xạ, 4 hộ pháp, team 444 đó. Còn may mắn hơn là sao? Là đi vòng đi chợ rớt cho mình một cây xẻ, một cái ấn bân là mình đi 6 bân luôn. Lúc đó thì bạn sẽ thấy mình sẽ bỏ đi hết steel à. Thôi. Hết steel cũng ghê đấy, cái hũ cũng nhiều điểm đấy. Để không biết là bây giờ nổ này, nổ hũ là nó cũng mạnh đấy bạn. Hồi bạn mà nhìn con bân của mình coi cái máu nó bao nhiêu vậy. À bạn nhìn con ba đeo chứ quên. Ba đeo máu nó nhiêu vậy. Hơi bị ghê luôn. Rồi. Ôi ôi thiệt luôn hả? Ok. Wow, để con này vô nữa chứ sao giờ giáp lửa rồi. Hai con đằng trước nó tăng cơ, kiểu này đằng sau bắn sướng dữ lắm. Đằng sau bắn sướng dữ lắm. Bây giờ mình cứ chờ mình lên chính một cái để bốn hộ pháp vô thì đằng trước nó cứng khừ luôn. Đã gì đâu. Vậy mới được chứ đó, thấy không? Mình nói thiệt, mình giới thiệu cho bạn team nào đều mình cũng đã tìm hiểu hết rồi. Nhiều tỷ lệ thắng dữ lắm. Nhiều tỷ lệ thắng dữ lắm mình mới gọi là giới thiệu tới mấy bạn đó. Tỷ lệ top 4 60% nha bạn team bưng á, tỷ lệ top 4 60% nha. 60% là top 4 á, thì còn top 1 thì đương nhiên là khó hơn rồi, nhưng mà 60% là phải trên một nửa bạn vô được top 4, nó lại quá ngon đi. Bạn hiểu không? Chứ còn mà thí dụ như mà 20-30% thì mình đâu có giới thiệu anh em làm gì, gần 60% tỷ lệ thắng quá đỉnh. Chà, cái này từ từ. Ui, đây đúng rồi. Bây giờ mình đã có 4 hộ pháp rồi, bây giờ chỉ cần xây mấy cái con này lên 2 sao thôi. Đúng chưa? Con Thread lên 2 nè. Rồi mấy con đằng trước lên, nếu Amu được Amu 3 luôn thì tới công chuyện. À, thằng này đi ADM đúng không? ADM nè, coi nè, tao bắn mày bệnh hoạn luôn nè. Hay quá, xin bắn tới không? Ôi xin nó chí mạng. Ôi xin nó chí mạng kìa. Damn, wow, quá đỉnh luôn, trời ơi. Ghê nhờ, cảm giác giống như là thằng kia nó bất lực phải không? Làm gì được giờ? Ví dụ như làm gì được giờ bạn? Bây giờ mình xoay Amumu 3 nè, mới ghê nè. À, liên xạ được đấy. Lấy con kia ra, Senna để con Lucian vô, con Lucian vẫn ngon hơn. À, con Lucian vẫn ngon hơn bạn ơi. Trời, thôi mà đừng như vậy mà thêm hai con Amumu nữa, một con cũng được. À không, hai con Amumu nữa mới được, hai con Amumu với lại một cái máy nhân bản là xong. Trời ơi đi rồi bạn ơi. Đi rồi. Wow, bắn đi em, đúng rồi. Nè, ADM hồi nãy mày ăn hiếp tao đúng không? Bây giờ Zing nó đổi súng bóng lũ nó bắn thì con rắc của mày chịu được mấy hit. Rắc mày chịu được mấy hit, chắc chừng khoảng 3 hit là lên đường, không nó nhiều. Nhưng mà cái ấn này thì thôi, bây giờ mình không lẽ mình lấy cái ấn mình chờ nó mình không có Pandora đúng không, cho nên mình lấy đại cái trang bị nào đó đi. Rồi bây giờ lấy ấn nào cũng không ngon các bạn không, kiểu cảm giác cũng vậy. Đúng rồi, hay lắm, cũng phải lấy cái này rồi đưa luôn cho con Lucian luôn, đam cỡ nào thì đam không cần quan tâm. Bây giờ đa hai đam chính của mình miễn là nó khỏe là ok. Lucian nữa nè, trời ơi mẹ mình, hên là hồi nãy là tao xài rồi, xài rồi rồi. Thêm một con Amumu nữa thì sao? Một con Amumu nữa thì sao? Đùa nhau hoài luôn á. Thằng này đánh với hết steel, để coi hết steel cỡ nào. Hết steel mày cỡ nào? Ôi cũng chín rồi, cũng trâu đấy chứ. Căng thẳng nha, ôi đồ à, tụi này đồ đạc cũng nhiều nữa. Căng đấy, ôi à. Thua hả?
Ôi Vi, ôi sao Vi, Vi chết lẹ như vậy trời, Vi cũng có đồ mà sao chết lẹ như vậy? Không được rồi, pha này hãy kéo AD qua góc thôi. Tụi này thằng này nó để AD hai bên góc hết rồi. Bắn hàng trước xong rồi bắt đầu là khựng một cái là coi như hàng sau nó bắn chết. Đi rồi. Hộ pháp nè, đúng rồi, đưa lên hàng trên luôn, kéo hết AD qua phải, AD qua phải nha bạn. Kéo hết AD qua phải luôn. Ezreal mà nhảy lên một cái thì rụng nha. Ezreal nhảy lên một cái hai súng phóng lựu thôi là lên đường. Không nói nhiều. Vét này thì ở đây bắt cái con hàng giữa là hợp lý à, tại vì nó sẽ bị quýnh đầu tiên á. Bắt nó bắt con hàng giữa để đây chút xíu nữa cứng ngay chỗ này là khó coi lắm. Đây. Wow. Rồi đâu vô lại lần nữa coi. Ui dạ cũng đông đấy chứ, cũng chí mạng đấy nè, nhưng mà coi nè. Dinh với lại Katlin trong góc nó bắn nè. Này thì nè. Nè, Quiana nè. Quiana nè. Quiana nè. Này trời ơi, đây nè, đây nè. Ui dạ. Sao? Thắng hộ cái. Mình đã nói rồi, từ lúc mà mình có Dinh ba là mọi chuyện chấm dứt rồi. Ok anh em đang xem, để lại cho mình một like. Ai chưa muốn đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ channel mình nhớ. Cảm ơn dưới anh em sẽ được thả tim. Thay mình nhớ bài đàn Hama Gaming trên Facebook để trò chuyện với tất cả mọi người nha. Rồi cảm ơn mọi người, chúc mọi người chơi game vui vẻ nha. Bye bye mọi người. Hey,